CSS channel. Chương 4103 Hồng Trần Chi Kiếm. Trong vũ trụ hắc ám quy tắc, cuồn cuộn không ngừng hướng ly hận thiên vọt tới, hóa thành ngọn lửa màu đen, đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc bao phủ 14 ngày. Rốt cục, lực lượng hắc ám đem Vĩnh Hằng Chân Tể lưu lại Thủy Tổ Thần trận mục nát. Đốt xuyên, phòng ngự bị phá vỡ, tâm tình kích động thảo phạt đại quân như thủy triều tràn vào. Thủy Tổ Thần trận bị phá mọi người cùng nhau giết vào thiên quốc, thủy tổ giới của đệ nhị nho tổ đã bị phá vỡ. Giết, chém tận giết tiệt tu sĩ thần giới. Rất nhiều tu sĩ bị hắc ám chi khí khống chế tâm thần. Lý trí đánh mất, cực kỳ điên cuồng, chống trận dày đặc, kèn lệnh rung trời, từng tòa đại lục trong vĩnh hằng thiên quốc, giống như quân cờ đen trắng trên bàn cờ, đều dài rộng chín vạn dặm, trên mỗi một tòa đại lục đều chiến hỏa nổi lên bốn phía các loại thánh khí cùng thần khí chiến binh bay múa như mưa. Đạo Pháp thần thông che trời lấp đất, thần cấp quyết đấu, đại thần va chạm, thần tôn đấu Pháp, mỗi thời mỗi khắc đều tử thương vô số, máu tinh nhuộm đỏ vô sắc giới, oan hồn hóa thành từng mảnh hồn hải, một hỗn độn giới khẩu tam giới nối liền, lờ lửng có nham thạch tiểu hành tinh dày đặc, trong đó trên một viên tiểu hành tinh màu nâu, trương nhược trần lẳng lặng nhìn chiến trường hỗn loạn vô sắc giới không hề giống như trước kia trong lòng ngàn vạn. Có một loại cảm giác bình tĩnh trải qua tang thương. Đây là chiến tranh, ai đúng ai sai, ai thiện ai ác, thượng vị giả nhất niệm. Phía dưới liền muốn tử thương vô số. Không đúng không sai, không thiện không ác, đều là vì lợi ích cùng sinh tồn mà thôi. Long chủ trào phúng nói ra một câu như vậy. Nói, thiên tôn, cực vọng mong thỉnh chiến. Đi thôi, Trương Nhược Trần nói, Long chủ hóa thành một đạo kim mang xông vào hỗn độn giới khẩu, thoáng qua biến mất trong đám mây bảy màu ly hận thiên. Vĩnh hằng thiên quốc chiến đấu đang không ngừng thăng cấp, tận thế tế sư cùng bất diệt vô lượng lần lượt xuất thủ. Tạo thành khủng bố hủy diệt bão táp, vô luận là thảo phạt một phương, hay là thủ vệ một phương, tu sĩ đều là từng mảnh từng mảnh bạo toái thành huyết vụ. Có người lớn mật, xuyên toa tại bất diệt vô lượng giao phong biên giới chiến trường. Hấp thu những này huyết vụ cùng hồn linh mảnh nhỏ. Từng tòa đại lục màu đen hoặc màu trắng bị tung bay, rơi xuống thế giới hư vô và thế giới chân thực, có thái cổ 12 tộc tộc trưởng cấp nhân vật hiện thân. Cũng có Thiên Đình vũ trụ cùng địa ngục giới can đảm cực lớn mạo hiểm giả trà trộn trong đó. Muốn tại trận này kinh thế đại chiến bên trong tìm kiếm cơ duyên, nguy hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn, dù sao khoảng cách đại lượng kiếp đã không tới một cái nguyên hội. Duỗi đầu là một đao, rút đầu cũng là một đao không bằng liều một thanh một trong năm vị đại tế sư thiên tịch hiện thân nàng là ngày xưa la sát tộc một trong bảy đại thần quốc thiên tịch thần quốc nữ đế quân dẫn dắt toàn bộ thần quốc con dân gia nhập vĩnh hằng thiên quốc một đạo tì bà vang lên lập tức vô số tơ huyền quang ngân xuất hiện ở bên trong vĩnh hằng thiên quốc xuyên qua thiên quốc nam bắc phốc suy thiên tịch nữ đế quân bị những quang huyền này cắt thành mấy chục phần hóa thành máu thịt ngay cả hồn linh cũng bị cắt thành mảnh nhỏ truyền kỳ cả đời, trong khoảnh khắc kết thúc, tất cả phồn hoa, mỹ mạo, tài tình, địa vị đều tan thành mây khói. Tiên nhạc sư đeo khăn che mặt, ôm tỳ bà, chân đạp thần linh bộ, đi về phía thiên viên thần phủ nơi vĩnh hằng chân tề cư trú. Một đường đàn tấu, diễn hóa ra quang huyền lưu ngân, xé nát hết thảy người cản đường, kiến trúc bốn phía cũng đang sụp đổ, bị cắt gọn gàng, thình thịch, thình thịch, thình thịch, không gian cứ cách trăm vạn dặm sẽ chấn động một lần có tiệt thế sinh linh tại không biết lĩnh vực giao phong loại chấn động kịch liệt này ra khỏi vĩnh hằng thiên quốc kéo dài đến thế giới chân thật tiến vào một mảnh hắc ám cô quạnh vũ trụ hoang mạc bên trong lập tức hai điểm sáng như sao băng từ trong không gian bay ra một trước một sau xẹt qua hắc ám trương hồng trần ở phía trước đeo mặt nạ chạm ngọc lạnh như băng không ngừng kéo dài khoảng cách với trì khổng nhạc đuổi theo ở phía sau bất ngờ thình thịch phía trước nàng không gian vỡ nát mà mở ra, chỉ côn luân một thân trọng giáp, từ trong không gian nhảy ra, thi triển đại thuật vạn vẹo không gian. Nhất thời, từng vòng xoáy hư không đường kính trăm vạn dặm hiện ra vây khốn Trương Hồng Trần. Trương Hồng Trần dừng lại, thân hình thẳng tắp như thương, lấy thanh âm khàn khàn cười lạnh, thật sự là thú vị, kiếm giới tu sĩ cùng thi yểm phe phái tu sĩ vậy mà liên thủ. Chỉ khổng nhạc chân đạp một cái trùng trùng điệp điệp thời gian trường hà. Đuổi theo dừng ở hư không vòng xoáy quần ngoại vi, nói, hồng trần, theo tỷ trở về kiếm giới đi, tỷ đáp ứng phụ thân, phải chiếu cố tốt tất cả đệ đệ muội muội một người cũng không thể thiếu, trương hồng trần tháo mặt nạ xuống, ném ra ngoài, lộ ra dung nhan tuyệt thế, ánh mắt sắc bén mà bể nghễ, ngửa cầm trắng như tiết nói, chỉ khổng nhạc, năm đó tuyển nhân vật lãnh tụ thế hệ chúng ta, ta chỉ là nghe lời mẫu thân, mới không ra tay, nếu không vị trí kia, trưởng nữ ngươi chưa chắc ngồi vững. Về phần trương nhược trần, ngươi ít ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Hắn đem ta đánh vào u minh luyện ngục thời điểm, cũng không có đem ta trở thành nữ nhi của hắn. Ngươi nhìn xem hiện tại cái đại thế này, trận thần chiến nào không phải hàng tỷ sinh linh chôn vùi. Chỉ khổng nhà cay đắng nói, phụ thân cũng có khó xử của lão nhân ra. Những năm đó, ngài đã biết được một ít tuyệt mật trong thiên địa, chỉ có thể ngụy trang thành tính cách biến đổi lớn đi làm tê liệt đối thủ, tranh thủ thời gian cùng cơ hội. ngài thừa nhận áp lực so với tất cả chúng ta lớn hơn. dù vậy cuối cùng vẫn không thể chạy thoát vận mệnh. trương hồng trần cười lạnh, ngươi sai rồi. trương nhược trần chính là thiên vị ngươi, đổi lại là ngươi phạm phải sai lầm nhỏ như vậy, hắn tuyệt đối không nỡ trừng phạt nghiêm khắc như vậy. năm đó ở trên khổng nhạc sơn, chỉ có ngươi có tư cách cùng hắn nhìn trăm dặm đường dài. ngàn tòa lầu, vạn nhà đèn đuốc nhưng mà ta lúc ấy cũng ở côn lôn giới a hắn chưa từng đem tình yêu chia cho ta một phần năm đó hắn muốn đem năm thanh kiếm tổ phách kiếm truyền cho ba người chúng ta hắn hỏi ta muốn thanh nào ta nói ta toàn bộ đều muốn nhưng cuối cùng ta một thanh cũng không có được toàn bộ cho hai người các ngươi nhưng kiếm đạo thiên phú ta cao nhất các ngươi nói dựa vào cái gì vì sao trên người chi khổng nhạc không thấy bất kỳ sát khí tu la nào chỉ có áy náy cùng lo lắng. Đồng thời, cũng bị Trương Hồng Trần gợi lên hồi ức, trong lòng vạn phần thống khổ, lại lâm vào trong đau thương khi phụ thân ngã xuống. Chỉ Côn Luân im lặng một lát, nói, thế nhưng, phụ thân đem chân lý áo nghĩa truyền cho muội trợ muội sáng chế ra chân lý kiếm pháp. Phụ thân tuyệt không có nặng bên này nhẹ bên kia, vô luận trong lòng muội có oán niệm lớn hơn nữa. Muội cùng tinh thần làm sai, chính là làm sai muội từ nhỏ tính cách ngoan ngoãn bị kiếp lão sủng nịch đến không nghe lời ai ngoại trừ phụ thân ai dám ước thúc muội ai dám trừng phạt muội cùng địch trong chiến đấu bởi vì dư âm chết nhiều hơn nữa người chúng ta cũng chỉ có thể đi tiếp nhận bởi vì cái kia không chịu chúng ta khống chế nhưng bởi vì hai người các ngươi luận bàn cho dù chỉ chết một người cũng tuyệt đối là sai lầm lớn đây không phải sơ sẩy là các ngươi coi thường sinh mệnh phụ thân đã mất muội có thể không nhận lão nhân ra nhưng muội gọi thẳng tên phụ thân chính là đại bất kính ta cần phải mang muội về trước lăng mộ phụ thân quỳ xuống nhận sai trương hồng trần cười nói ai nha trương gia khi nào toát ra một đứa con hiếu thảo như ngươi chỉ côn lôn ngươi có tư cách gì nói ta ta nghe nói ngươi lúc còn trẻ còn muốn giết phụ thân mình mặt khác thi thể hồng mông hắc long là ngươi đưa đi hắc ám chi uyên a à, hắn sống lại thức tình tạo thành tất cả giết chóc, đều có một phần của ngươi. Chỉ khổng nhạc từng bước một đi vào đám xoáy nước hư không? Nói, Hồng Trần, theo ta về kiếm giới đi. muội hiện tại rất nguy hiểm. Rất nhiều tu sĩ đều muốn giết muội Mộ dung hoàn chết, thiên tịch nữ đế quân chết. Mộ dung đối cực bị thương nặng. Tế sư tận thế ngã xuống lại càng nhiều vô số kể. Những người này tựa như điên rồi. Rất hiển nhiên sau lưng có một bàn tay đen vô hình đang bố cục muốn đối phó với tất cả tu sĩ thần giới một hệ. Đối địch với thần giới, bọn họ chính là muốn chết. Trương Hồng Trần nói, Trì Côn Luân nói, 72 tầng tháp tan vỡ, nhưng muội lại sống sót. Bí mật này ẩn giấu không được bao lâu, rất nhanh trong vũ trụ đại tu sĩ sẽ biết được. Đến lúc đó, muội làm sao tự bảo vệ mình? Người muốn lừa ta, Trương Hồng Trần nói, Trì Côn Luân nói, ta là muốn nói cho muội biết, muội hẳn là trở về kiếm giới kiếm giới có người nhà của muội muội hẳn là tin tưởng bọn họ mà không phải tin tưởng thần giới trường sinh bất tử giả nếu không tất nhiên sẽ bị lợi dụng mà không tự biết ha ha lời này phàm là chi khổng nhạc nói ta đều có thể tin vài phần nhưng chỉ côn luân ngươi chúng ta không phải cùng một loại người sao trương hồng trần lời nói sắc bén nhưng không muốn nhiều lời nữa ống tay áo vung doanh nhất thời kiếm khí tung hoành mười vạn dặm trong đó chín thanh chiến kiếm bay vòng quanh nàng trên người nàng có một cỗ khí chất siêu phàm duy ngã độc tôn nói hoặc là thả ta rời đi hoặc là quyết một trận tử chiến nhắc nhở một chút hai đánh một nếu thua chính là rất mất mặt trì khổng nhạc và trì côn lôn tuyệt đối không thể để nàng rời đi ân nguyên thần cũng có thể biết được thân phận thật sự của nàng điều này nói rõ nàng giấu cũng không sâu thần giới cũng không có đem nàng bảo hộ được tốt như vậy Trương Hồng Trần rất có thể biết là ai âm thầm tế luyện 72 tầng tháp. Cái này tiệt thế đại bí, quấy nhiễu toàn vũ trụ đỉnh cấp cường giả, đương nhiên sẽ có rất nhiều người tìm tới nàng. Rất hiển nhiên, nàng hiện tại chính là một quân cờ của thần giới. Thần giới hiện tại không biết xảy ra tình huống gì, Vĩnh Hằng Chân Tể vẫn không hiện thân. Dưới tình huống này, Trương Hồng Trần nguy hiểm đến cực điểm. Một đạo thanh âm ngọt ngào tại trong hắc ám hư không vang lên. Hồng Trần muội muội ngươi phải tin tưởng chúng ta, chúng ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Chúng ta cũng tuyệt không có khả năng cùng ngươi tử chiến. Ai cũng không muốn tay chân tương tàn. Một gốc cây hình người thân thể thần thụ quang ảnh xuất hiện ở phía trên ba người, như thế giới thụ một loại nguy nga thần thánh. Mỗi một cái khí thái dễ cây đều kéo dài trăm triệu dặm, đem toàn bộ không gian bao phủ, khóa lại trương hồng trần tất cả đường lui diêm ảnh nhi chân trần đứng trên một cọng rễ phía dưới ánh sáng của thần thủ. Phù y trên người phóng thích hàng tỷ đạo phù văn, không ngừng rủ xuống phía dưới. Ba người trương gia không đáng tin, cùng một người họ trương ta nói chuyện thân tình, nói chuyện luân hiếu đạo. Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Lấy một địch ba, cũng không phải không có phần thắng. Trong hai con ngươi trương hồng trần hiện lên ánh sáng chân lý. Sau một khắc, chân lý giới hình vô biên của vũ trụ từ trong cơ thể bộc phát ra san bằng đám xoáy nước hư không diễn hóa ra từ trì côn luân. Bá, chín kiếm cùng bay, hóa thành chín loại thần thú giữ tận trợn mắt, đồng loạt đánh về phía trì côn luân. Trì côn luân không nhanh không chậm, hai tay kết ấn, phóng ra lục đạo luân hồi ấn, cùng chín kiếm bay tới đụng nhau. Thân hình hắn bị chấn động, lùi về phía sau một bước, trương hồng trần tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, như là không có tốn hao bất kỳ thời gian. Liền xuất hiện đến phía trên đỉnh đầu của trì côn luân chín kiếm bay vào trong tay hợp lại làm một toàn lực một kiếm bổ xuống trình độ của trì côn luân trên không gian chi đảo phóng tầm mắt ra toàn bộ vũ trụ đều xếp hạng cao chỉ là thân hình chợt lóe liền chạy thoát kiếm ý tập trung của trương hồng trần dịch chuyển ra ngoài có chút bản lĩnh trương hồng trần muốn nhân cơ hội bứt ra rời đi nhưng thời gian ấn ký trong nháy mắt bao vây nàng ùn ùn kéo đến cuồn cuộn không dứt muốn giữ nàng lại bá hoành kiếm chém một cái vẽ ra một chữ nhất nhất tự kiếm đạo bộc phát ra lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát phá vỡ thời gian quang hải của trì khổng nhạc trương hồng trần từ trong khe hờ kiếm đạo nhảy ra tóc dài giống như thác nước bay múa trong cơ thể bộc phát ra chân lý trật tự lôi điện vùng kiếm liền bổ mỗi một kiếm bộc phát lực đều đạt tới bất diệt vô lượng trung kỳ trình độ không có chiêu thức hoa mỹ gì chính là lực lượng tuyệt đối cùng thế vận của nhất tự kiếm đạo tu luyện viên mãn nhị phẩm thần đạo lại là thuần túy kiếm tu nàng đối với lực lượng của mình có tuyệt đối tự tin nếu các ngươi chỉ một mực phòng ngự khí thế liền thua hôm nay nhất định sẽ thất bại thảm hại trương hồng trần lấy một địch hai kiếm chiêu đại khai đại hợp từng bước đi về phía trước đem trì khổng nhạc cùng trì côn luân thi triển ra thời gian thần thông cùng không gian thần thông chém đến chôn vùi còn có ta đây ngọc trì của diêm ảnh nhi nặn ra phù quyết tất cả phù văn định ở trong hư không lập tức giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng tuôn về phía trương hồng trần trì côn luân cùng trì khổng nhạc liếc nhau lập tức toàn lực phóng thích quy tắc thần văn bện xiềng xích thời không trong phút chốc trương hồng trần bị phù văn xích thời gian xích không gian vây quanh cùng lúc đó khí thái quang ảnh của thần thụ căn bản quấn quanh đi qua từng luồng lực lượng thần hồn muốn giam cầm hồn linh của trương hồng trần phá cho ta một đạo trói mắt chân lý trùm sáng. Từ phù văn, thời gian xiềng xích, không gian xiềng xích trung tâm bộc phát ra, giống như một thanh xuyên thấu thiên địa thần kiếm. Phù văn cùng đạo Pháp, đều bị đánh tan, trì côn luân cùng trì khổng nhạc lui về phía sau. Dưới chân Trương Hồng Trần là một tòa chân lý quang hoa hội tụ mà thành hình thức ban đầu vũ trụ. Vì nàng cung cấp kiếm ý cuồn cuộn không ngừng, làn da trên người giống như thần ngọc, tản mát so với chân lý quang hoa càng trói mắt hơn màu trắng thần mang chỉ côn luân trong cơ thể như chứa đầy lôi đình bành trướng lên hiện ra kim thân chín mươi chín trường nói thì ra muội đã phá cảnh đến bất diệt vô lượng trung kỳ là thần giới vị trường sinh bất tử giả kia trợ giúp ngươi một tay lại đang thăm dò trương hồng trần nói ta chỉ có thể nói cho ngươi biết thật muốn có trường sinh bất tử giả tương trợ ta liền không chỉ là bất diệt vô lượng trung kỳ muội đã là bất diệt vô lượng trung kỳ ta sẽ không lưu thủ muội nói phụ thân thiên vị ta nhất, đó là bởi vì ta lịch kiếp, các ngươi đều chưa từng trải qua, hai đồng tử trì khổng nhạc hóa thành màu đỏ như máu. Thần khí trong cơ thể chuyển hóa thành chiến khí tu la. Toàn thân đều lộ ra ma tính cùng sát ý, hỉ nộ nhị kiếm ở trong đồng tử cực nhanh bơi đi. Một con chim én màu đỏ như máu bay trong tu la chiến khí. Nàng vẫn luôn không có chém đi tu la trong hồn linh. Ngược lại một mực vụng trộm tu luyện bởi vì nàng phát hiện mình ở tu la chi đạo thiên phú hơn xa kiếm đạo cùng thời gian chi đạo trương hồng trần trong mắt chiến ý nồng đậm càng thêm hưng phấn ngay lúc nàng muốn rút kiếm tiếng kiếm minh chói tai lại vang lên trước một bước một thanh ngọc chất chiến kiếm xẹt qua mênh mông tinh không bay tới hóa thành núi cao cao như vậy cắm ở trước mặt nàng ngăn trở đường đi của nàng mũi kiếm đâm vào không gian trương hồng trần trong mắt chiến ý biến thành hoảng loạn Thiếu nữ thời đại mới có cảm giác không biết làm sao. Xuất hiện ở giờ phút này trên người của nàng, thanh kiếm này là kiếm của mẫu thân nàng Lăng Phi Vũ. Cô ấy kìa, tại sao cô ấy lại đến đây? Sao cô ấy lại tới đây? Cô không phải, Trương Hồng Trần cắn chặt môi, trong lòng có ngàn vạn nghi vấn. Hồng Trần, con không tin người khác, cũng nên tin mẹ con và Hắc Thúc chứ. Chúng ta tự mình tới đón con về. Thanh âm của tiểu Hắc từ sâu trong vũ trụ truyền đến. Trương Hồng Trần nhìn thoáng qua, sâu trong vũ trụ mà đến tiểu hắc cùng a nhạc, lập tức thiêu đốt trong cơ thể thần huyết, xung phong đi ra ngoài, đụng vào hư vô thế giới bên trong. Hết chương 4103 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.